Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm một cô gái đang mất tích tại quận Nam Từ Liêm. Theo đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị LTTL, 21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, về việc không thể liên lạc được với người này. Chị L đã rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2. Khi đi, L mặc áo sơ mi trắng, chân váy xám, đi xe máy màu đỏ. Chia sẻ về thông tin trên, chị Lê Thị Oanh, người thân của chị L cho biết, chiều ngày 16 tháng 2, chị L rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Chị Oanh nói, trước đó, L vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối ngày 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với cô, điện thoại thuê bao. Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực L tới và trình báo công an nhưng chưa có tung tích. Theo chị Oanh, qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút, tối ngày 16 tháng 2, chị L mặc áo khoác bên ngoài màu hồng. Chị Oanh nói và cho biết, gia đình mong sớm tìm được cô gái này. L rất ngoan và hiền, không có xích mích với ai. Khi đi, L mang theo một xe máy, 2 chiếc điện thoại.